Để chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2023, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cùng các ông bà Cao Thị Huyền Trân, Nguyễn Mạnh Toàn, Hòa Thượng Thích Huệ Vinh thuộc Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đơn vị quận Ngũ Hành Sơn có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Quý. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Hòa Quý tập trung nêu ý kiến phản ánh về việc một số dự án trên địa bàn chậm triển khai, chưa bố trí đất tái định cư, trong khi nhà ở hiện trạng của người dân đã xuống cấp, hư hỏng nhưng không thể sửa chữa, xây dựng. Đề nghị sớm hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư, bố trí đất tái định cư thực tế để người dân ổn định cuộc sống. Đề nghị thành phố có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với những hộ dân làm nhà trên đất nông nghiệp, đất không có đầy đủ giấy tờ pháp lý bị thu hồi, giải tỏa bởi đa phần các hộ đều có hoàn cảnh khó khăn, không đủ khả năng trả tiền sử dụng đất khi được bố trí tái định cư. Đồng thời, đề nghị đầu tư xây dựng, bố trí thêm nhà sinh hoạt cộng đồng trong các khu dân cư.